52. Trước ngày tạm biệt nhà cũ. Phần 1. Cái gì? Tên Masuo đó đã liên lạc lại với cô người yêu Lisa rồi ha? Dạ đúng vậy đó. Sở cảnh sát Tà Ưng, đội phòng chống ma túy, cảnh sát trưởng Nigariya cùng cảnh sát Oda, hai người đã ẩn mình ngụy trang và ở tại căn hộ 204 của chung cư Matajire để theo dõi tên trùm buôn bán ma túy Steroido Masugo, tiếp cận người yêu của hắn tên là Lisa. Cậu có nhìn thấy bóng dáng của hắn chưa? Dạ chưa thấy, nhưng mà khi tôi bám đuôi theo Lisa tới siêu thị thì đột nhiên tôi thấy thần sắc của cô ấy thay đổi rất bất thường. Vậy là đúng rồi, tên Masuo đó đã tới gần đây rồi. Tôi sẽ đi truy tìm khu vực xung quanh đây. Nè, có mang theo hình khuôn mặt của Masuo chưa? Dạ có đây. Tốt. Chắc chắn ta sẽ tóm gọn nhà ngươi trong tay ta cho xem. Tất cả những đồ mới mình đã chuyển đến nhà mới hết rồi. Mấy cái còn lại thì để ngày mai mình chở bằng xe hơi tới sau cũng được. Chẳng mấy chốc mà phải chia tay với căn phòng này rồi. Anh ơi khoan đã, trước khi rời khỏi đây mình còn một việc hết sức quan trọng cần phải làm. Hả? Chỗ này nè, là chỗ này đó. Ê, tôi đang thay đồ mà. Xin lỗi chú nha. Là cái lỗ này. Phải sửa lại đó chứ không thì. Được rồi, anh biết rồi. Nói chứ phải cố gắng nội trong hôm nay phải sửa cho xong. Chú Yonro cũng phụ tôi sửa với nha. Không được rồi, bây giờ em phải đi làm thêm rồi. Tự mình làm hư tường một lỗ to như vậy mà giờ vô trách nhiệm là không được đâu nha chú. Đúng, chính xác là như vậy. Hả? Cậu cũng đang vẽ bậy lên tường mà còn dám nói nữa hả? Trời ơi, vẽ bằng bút lông như vậy làm sao xóa được đây? Còn với cái hư quá trời quá đất. Nè chú Yonro ơi, ê, đừng chạy trốn vậy chứ. Bây giờ chú đúng rồi, sao lại vậy hả? Thôi mình ra ngoài vẽ thôi. Để vẽ lên tấm hình này thử coi sao. Tấm hình của tên Masuo mình làm rớt ở đâu ta? Ê không được, cái hình đó không được vẽ lên. Vẽ bày bạ hết lên đây rồi, làm dạ, sao đây? Không có gì đâu. Tôi đâu có cảm ơn đâu. Ê, khuôn mặt này hình như là... Em bé tập đi, 1, 2, 3. Hắn chính là Masuo hay sao vậy? Cậu đã, Lisa mới vừa thay đồ và đi ra ngoài rồi đó. Chắc chắn là tới chỗ của Masuo đó sếp. Đi thôi. Đi thôi. Em làm cái gì vậy? 2 năm trời mới gặp lại nhau mà. Hồi nãy lúc nói chuyện qua điện thoại, anh nói là hãy bỏ trốn cùng với anh. Vậy nghĩa là sao chứ? Rốt cuộc anh đã làm gì hả? Chuyện đó thì nè, anh hãy nói thật một lần với em đi. Có chuyện gì mà anh không thể nói với em chứ? Hắn chính là tên mua bán ma túy đó. Hả? Anh chính là người hôm trước. Làm sao anh biết chuyện này? Anh là ai hả? Anh mau nói thật đi. Chú này đó nha, là người bị mất tiền trong tài khoản, đang mắc chứng bệnh hay tự nhiên làm trò, là một ông chú trẻ đáng thương, hết hồn chưa? Ê cái gì vậy? Tôi không phải như vậy đâu nha. Đi chỗ khác chơi nhóc con. Dạ. Tôi là cảnh sát chị em đó. Sổ tay siêu nhân hành động. Cái đó là cuốn sổ tay siêu nhân hành động của con mà. Anh trả lại đây đi. Hôm bữa xin tới nhà chú chơi mà để quên, chú cất ở đây định là đem tới trả mà quên mất tiêu luôn á. Xin lỗi con nha. Nè, mau dùng thẻ cảnh sát đi. Thẻ cảnh sát đó. Steroido Masuo, tôi là cảnh sát chìm, làm việc cho đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. Hãy mau đầu hàng chịu trói đi. Đã quá đi à, cảnh sát hình sự bắt mồi kìa. Ông cho con gia nhập với. Không phải chuyện giỡn đâu, ông với chú là cảnh sát hình sự thiệt đó. Vậy thì hai người là... Không phải là cha con đâu. Vậy còn chú đó là... Là người xấu đó. Anh đừng có chạy trốn nữa mà,
Buông anh ra, Lisa. Bắt hắn lại đi. Dạ. Chú này không phải là người xấu đâu á nha. Chú đã chơi với con rồi, không phải là người xấu đâu. Là bé Shin hả? Nhóc con. Mặc dù khiêu vũ giới hạn, rồi còn thập thò lén lút hơi kỳ cục một chút xíu, nhưng chú này không phải người xấu. Trời. Anh Masuo. Nhóc con à, cảm ơn nha. Anh cảnh sát à, anh cứ việc bắt tôi đi. Tất cả những chuyện tôi biết tôi sẽ khai hết cho Masuo. Cậu biết vậy thì tốt. Chú ơi chú. Gì hả sư cỏ? Chú đang đạp lên đống phân chó kìa. Ôi trời đất ơi trời. Mọi người mau núp đi. Có chuyện gì vậy? Hình như ai đó đã bắn để thủ tiêu bằng chứng rồi. Là người của tổ chức, họ muốn bịt đầu mối nên tính ám sát tôi. Không xong rồi, chỗ này đã bị bao vây, nguy hiểm lắm, mau chạy trốn đi. Tệ thật, phải bảo vệ Masuo tới cùng thôi. Anh cảnh sát mau lên, đi hướng này, mau đi về hướng chung cư nhanh lên. Đến đây thì mọi người yên tâm rồi. Ủa, cô Shin đi đâu rồi? Không thấy đầu sư cỏ đâu hết. Sợ tay siêu nhân hành động của mình rất đau rồi ta. Cái mà nhóc đang tìm có phải là cái này không? Hả? Cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Không biết phải đền đáp công ơn của bác như thế nào đây ha. Nếu muốn cảm ơn á thì hãy dẫn bác tới chung cư Matajire đi. Ngày tạm biệt nhà cũ phần 2. Hả? Cái gì, cô Shin bị mất tích rồi hả? Chắc là nó chạy trốn không kịp rồi. Để tôi đi tìm cô Shin cho. Đợi đã, bên ngoài nguy hiểm lắm đó biết không? Nhưng mà hai người cứ ở đây đi, để tôi và Oda đi cho. Ừ. Nhớ nhà, cho dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi nhà đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Hãy tin tưởng chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Ơ, Shin kìa, may quá, nhóc đã về an toàn rồi. Ngươi là xã hội đen sao? Hãy giao sư Teroido Masuo ra đây, nếu vậy thì hy vọng sẽ giữ được đầu thật sư cọ này. Ngươi dám? Ê, không được giỡn như vậy nha, nguy hiểm lắm đó biết không? Trước mắt hãy giao Masuo ra đây, nhanh lên. Masuo thì không thể giao cho ngươi. Nếu như không giao ra thì tính mạng thằng nhóc mày coi như. Cái thằng này bộ muốn chết hả? Dở ẹt. Đúng là cái thằng uổng công hôm qua tao còn lau chùi cẩn thận cả buổi trời. Cái gì vậy, ồn ào quá đó nha. Anh Nohara, ngoài này nguy hiểm lắm, anh mau vào trong nhà đi. Cúc cú. Ngoài này cứ để chúng tôi lo cho. Hả? Đã quá ta, Shinosuke. Được mọi người chơi chung luôn hả? Chơi trò hình sự bắt mồi hả con? Không phải là trò chơi đâu. Tình hình đang nguy hiểm thiệt đó. Thật ra chúng tôi đang làm nhiệm vụ của cảnh sát diệm. Tụi tôi đang thương lượng với nhau, nên bây giờ mới trong tình trạng như vậy đó. Đây là thẻ cảnh sát của tôi nè, cậu đã thấy rõ chưa? Hả? Vậy người kia đang bắt cóc cô Shin nhà tôi làm con tin đó hả? Đúng rồi đó. Mày quá, rốt cuộc cũng hiểu cho rồi. Hiểu rồi thì đi chỗ khác lẹ giùm tôi một cái. Ha, con được làm con tin rồi nè. Ở ngoài này có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả? Mỹ Sa ơi, thật ra hai người này là cảnh sát chìm đó em. Chị hàng xóm ơi, thật ra chúng tôi đang làm nhiệm vụ của cảnh sát chìm. Tụi tôi đang thương lượng với nhau, nên bây giờ mới trong tình trạng như vậy đó. Đây là cảnh sát của tôi, thấy rõ rồi chưa? Hả? Nói vậy là người kia đang bắt thằng Cu Xin làm con tin đó hả? Đúng vậy đó. Trời ơi, thằng nhỏ này, nghiêm chỉnh một chút coi. Nếu mà mấy người hiểu rồi á thì quay vào nhà nhanh lên đi. Chờ chút đã, anh trả cô Shin lại cho tôi đi. Đổi lại tôi sẽ làm con tin cho anh. Không cần đâu, chỉ cần thằng nhóc này là đủ. Lê, ba bị từ chối rồi nha. Không phải là lúc để nói mấy câu đó đâu nghe. Có chuyện gì mà ồn ào vậy trời? Có gì mà ồn ào dữ vậy trời ơi?
Thật ra là mấy người này là cảnh sát hình sự đó. Tụi tôi là cảnh sát hình sự ngầm. Thẻ cảnh sát của tụi đây. Còn của tôi là con tin. Còn người đó là xã hội đen đó. Mấy người đang nói cái gì vậy hả? Làm ơn nghiêm túc vô một cái. Thiệt đó hả? Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư rồi nha. Ai rảnh mà đi nói xạo mấy chuyện này. Trời ơi, đủ rồi nha. Tất cả các người hãy vào trong hết đi. Thứ gì đâu. Khôn hồn thì đừng có làm tao tức giận lên rồi nha. Tao là sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay mà các người cứ giỡn mặt hoài. Tiếng gì mà ầm ầm lên hết vậy? Ồn tới nỗi muốn sập cửa nhà luôn rồi đó nha. Trời. Ủa, chỗ đó là phòng của Yonro mà ta. Có người lạ lén lút vào trong đó thì phải. Hả? Đóng gì vậy? Trời. Họ chạy đâu mất tiêu rồi ta. Không sao, bình tĩnh lại. Chắc là còn dấu vết gì đó nè. Hả? Cái này là cái gì chứ? Ê, bị phát hiện rồi kìa. Ông các người. Nè, anh kia ở đó làm cái gì vậy hả? Cái lỗ trên tường kia là Là tên này đó. Cái gì? Đưa đây, cậu dám phá hoại tài sản quý giá của ta hả? Quá dữ luôn. Bất kỳ người nào phá hoại làm hư hỏng chung cư mà ta dư rời, ta sẽ không tha đâu. Tôi vẫn còn một cây súng khác nữa đây. Giả lại cây đó cũng hết đạn rồi. Rồi tiêu luôn. Bà cũng sẵn sàng làm con tin rồi ha. Đúng là xấu xa, còn mang tới hai khẩu súng theo nữa. Chỉ trách mấy người khờ quá thôi, chứ mà sát thủ chuyên nghiệp như tôi hả, luôn mang theo hai khẩu súng bên mình là chuyện dĩ nhiên rồi á. Hèn gì, nếu trường hợp bị hư một cây thì cây kia sẽ là dự bị để phòng hờ bất trắc. Chính xác là vậy, đó gọi là phong cách của tôi. Còn tới lúc nào cũng phải bỏ trong túi hai hòn bi mới được á nha. Nếu lỡ bị Hima lấy mất một viên đi nữa thì cũng còn một viên thứ hai để chơi. Đó là phong cách của tôi. Còn tôi lúc nào cũng phải cho vào tủ lạnh ba lon bia thì mới được. Đó là phong cách của tôi. Còn tôi thì lúc nào cũng có tới bốn cái mắt kính giống như vậy luôn đó. Phong cách của tôi. Còn tôi thì hay sưu tầm hình động vật hoang dã. Tới nay được 10 tấm luôn rồi đó. Nếu nói vậy thì tôi cũng có phong cách nấu ăn siêu đẳng đó nha. Còn tôi thì nếu nói vậy là ồn ào đó nha. Action mày có bộ xếp hình khăn tay đó. Còn tôi thì luôn chọn loại rượu được hâm nóng. Còn tôi thì đánh răng rồi cũng đi ăn giặt nữa. Trời ơi, ồn ào quá nha. Không được nói tào lao nữa đâu. Nè, tên cảnh sát kia, mau nói cho tôi biết chỗ của sư Teroido Masuo lẹ đi. Nếu không chịu nói, tôi sẽ lần lượt xử đẹp từng con tên ở đây luôn đó nha. Đừng có trách. Cái con bé kia mau đến đi nghe chưa. Đừng có để tôi phải giết những người vô tội ở nơi này nha. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi đó. Dạ. Dạ. Chuyện gì nữa? Vậy lúc trước bác làm nghề gì vậy bác? Đó là tiêu diệt côn trùng như ruồi muỗi gián chuột. Nói tới mới nhớ, cái chung cư này cũng lâu rồi không diệt mấy con đó. Hèn gì, mấy bữa nay có gián chạy đi chạy lại quá chừng luôn à. Buổi tối thì trên trần có chuột chạy rột rột hoài luôn. Đúng rồi đó, ồn ào quá chừng luôn ha. Phải chi ngày nào cũng dọn dẹp thì đỡ quá rồi. Nếu mà làm như vậy thì sẽ tốn nhiều tiền lắm. Đó cũng là gánh nặng của chủ nhà nữa chứ bộ. Có tốn nhiều đâu mà than chứ. Đúng rồi đó, đó là trách nhiệm của chủ nhà chứ còn ai vô đây nữa. Đúng rồi đó. Chủ nhà gì đâu á. Đã nói là không được nói chuyện tào lao nữa rồi mà. Bộ con khẩu súng này không ra củ khoai gì nữa hay sao chứ? Ai mà còn nhiều lời nữa, tôi cho ăn đạn thay ăn kẹo à nha. Mà sát thủ lạnh lùng có chuyện gì mà xúc động dữ vậy? Đủ rồi nha, tôi hết chịu nổi rồi. Nè, có nhanh giao Masuo ra đây không thì bảo. Nếu không tôi xử hết đó. Câu chuyện kết thúc ra sao? Hãy đón xem phần sau sẽ rõ. Trước ngày tạm biệt nhà cũ, phần 3. Tất cả những người trong khu chung cư đã trở thành con tin. Họ có được giải cứu khỏi tay sát thủ lạnh lùng nhưng hơi khùng kia hay không? Mời các bạn xem tiếp. Lâu rồi mình mới ghé thăm cô Shin và mấy hàng xóm cũ đó nha. Giao bà sao nhanh lên, nghe chưa hả? Tôi nói thật đó, nói là làm liền đó nha, đừng có giỡn. Chờ đã.
Sếp ơi, sếp đừng nói nha. Tất cả giơ tay lên, không được động đậy, nếu không được có trách đó. Ủa, cái gì vậy? À, cô Du ơi, lâu ngày không gặp rồi đó. Hả? Hành động ngay. Buông khẩu súng ra, buông khẩu súng ra. Hả? Lũng cái rừng nhà của tôi rồi. Mọi người, tận dụng thời cơ, mau chạy trốn đi. Trước khi chạy trốn, phải lấy nhân đồ quan trọng nữa. Giờ này mà còn ham chơi hả? Mì sợ ơi, lúc này em còn tính chuyện đem theo cái túi mua ở chợ đó hả? Phá hư luôn cái tường của tôi. Đỡ quá. Vậy là toàn bộ hư hỏng của bức tường đã có người bồi thường rồi. Mấy người làm cái gì vậy hả? Đang bị căng cơ thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đau quá đi. Hả? Sếp ơi sếp, không lẽ sếp bị gãy tay thiệt luôn rồi hả? Hình như là như vậy. À, đỡ quá, lát nữa về phòng có bột băng sẵn luôn rồi, công nhận mai thiệt đó. Ngồi đó mà cười được hả? Tên sát thủ đâu? Ha, tôi đã nóng máu rồi đó nha. Tất cả không được di chuyển. Ai mà chúc dích tôi sẽ bắn ngay vào luôn. Nghe chưa hả? Tình hình nguy cấp như vậy, không biết nên đem theo cái gì hết trơn. Ma sao hú, mau ra đây. Nếu không tao sẽ giết hết mấy người ở trong đây luôn đó. Tao đếm tới năm, mày không ra, tao sẽ bắn hết không đợi một giây nào đó. 1 2 3. Anh ơi. Mì sĩ. 4. Bà chủ ơi. Hả? Ha. Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi hả? Mau giơ tay lên đi, nhanh lên. Masuo, tôi thật xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cảnh sát và mọi người ở đây. Không được làm bẹm nữa, tới đây mau lên đi. Đúng rồi, mang theo viên bi nữa chứ. Hả? Từ đầu mà làm theo những gì tao nói thì đâu phải bị như vậy. Hả? Cô sinh nguy hiểm đó, đừng có tới đó. Hả? Dạ. Cái gì? À. Mẹ nói gì vậy? Hành động, mau lên. Dạ. Cầm tay hắn lại. Ông là đồ xấu xa. Ông chuẩn bị bóc lịch đi là vừa. Trời chút đã. Trời ơi, cái mông của tôi đau quá trời. Có sao không vậy bác? Đau sao mà không đau được hả? Cũng tại thằng tranh con như mày phá đám hết luôn đó. Trời ơi, đau quá. Con xin lỗi bác nghèo. Mà thôi đi, nghĩ lại thì phải nói lời cảm ơn tên nhóc mới đúng đó. Cảm ơn nha sư đầu cọ. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm cái nghề này chút nào. Đúng rồi đó, dù có cực khổ hay nghèo đói cách mấy thì cũng không được làm những công việc như vậy. Nếu biết việc ruồi mũi dán chuột thì đến làm công việc vệ sinh diệt côn trùng cho nhà tôi đi nè. Hả? Ai, đi thôi. Nào, đi thôi ha. Ừ. Em nhất định sẽ đợi anh trở về, anh đừng lo. Lisa. Con cũng đợi chú á nha. Rồi sau đó chú cho trò em bé tập đi với con nữa nha. Ờ, chú hứa đó. Đúng không, Masuo? Như vậy câu chuyện này tới đây đã kết thúc. Một ngày sau đó. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ nhiều. Giữ gìn sức khỏe nha. Có rảnh thì nhớ ghé về chơi nha. Tạm biệt, tạm biệt. Cả gia đình Dohara đã chia tay mọi người để rời căn hộ ở chung cư Matajire và chuyển đến sống ở ngôi nhà mới. Oda, làm cái gì ngồi thừ ra đó vậy? Ừ. Dạ, chào sếp. Ây chà, sao thấy buồn buồn, không biết làm gì hết. Tự nhiên cái chân nó dẫn đi tới đây luôn. Đã làm phiền sếp nhiều ha. Hơi vất vả chút nhưng mà cũng vui ha. Dạ, nhiệm vụ kết thúc rồi nên cũng buồn buồn sếp ơi. Nói như vậy mới thấy chung cư này đã vắng lặng hơn trước nhiều. Đó là vì gia đình Nohara đã chuyển sang nhà mới rồi đó chú. Khi họ còn ở đây thì hơi ồn ào, nhưng mà khi đi rồi thì có vẻ... Sao tự nhiên thấy buồn dữ vậy ta?
Xin lỗi nha, tôi cũng xin phép tham gia với nha. Cái này là món mà lúc chị Nohara còn ở đây á đã dạy cho em cách làm đó. Wow, là món khoai hấp hả? Công nhận hôm nay nhận được nhiều món hay ăn nhớ quá. Ghê luôn đó. Có dịp nào đó nhất định phải tới nhà của chị Nohara chơi. Đi nha, đi được. Nha. Hoàn thành rồi. Giờ gia đình Nohara chuyển đi mà mình mới hoàn thành được trò này đó. Suốt một quãng thời gian dài, nhà con đã làm phiền bác chủ nhà nhiều rồi. Cảm ơn bác nhiều lắm. Thực ra thì con cũng còn có chuyện phải nói xin lỗi bác đó. Ngày trước lúc còn ở nhà bác, cậu hàng xóm đã quậy phá và làm hư vách tường. Xong vợ chồng con không để ý mà làm thủng thành một lỗ luôn. Trước khi đi tụi con cũng định là sẽ sửa lại vách tường, nhưng mà vẫn chưa làm được. Thực sự rất là xin lỗi bác. Cho nên ở đây có chút ít gọi là hỗ trợ phí sửa nhà, mong bác nhận cho ạ. Ơi, không nói thì làm sao mà mình biết được. Đúng là mấy người này ồn ào quá. Và cuối cùng cũng xong hết rồi ha. À, căn nhà mới của chúng ta đây rồi. Cái này chắc gọi là công trình của thế kỷ đó ha. Nói tới được tự nhiên thấy. Ha, vậy thì con sẽ vẽ lên tường để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nha. Khai bút nè, 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 làm cái gì vậy hả? Nhà mới vừa làm xong. Có phải là nhà năm mới đâu mà khai bút. Và như vậy, cuộc sống sinh hoạt của gia đình Đô Hà tiếp tục mở sang một trang mới.